Xin chào các anh, các chị và các bạn. Hôm nay anh giới thiệu cho mọi người một sản phẩm. Đó là ví nam da bò, da hạt, màu nâu đất nha mọi người, màu nâu đất sét đó. Nâu mà không phải là nâu đỏ hay nâu bạc chứ nha mọi người. Thì dòng ví này nó có độ bền rất là cao. Da hột thì cái này sản phẩm nó như thế này thì nó rất là dễ xài, nó cũng nhìn vào cái ví thì mình cũng không phải thấy được nó xấu ở chỗ nào, nên cái dòng này rất là dễ xài và dễ sử dụng, và giá thành nó cũng mềm nữa. Thì nó được làm từ da bò nguyên tấm nha mọi người, trong ngoài đều giống nhau. Mọi người có mua hàng có thể liên hệ qua số điện thoại là 0862452078 hoặc 0924629729. Cảm ơn mọi người nhiều. Ở trong thì mỗi bên nó sẽ có 3 ngăn và 2 ngăn đứng. Đặc biệt bên tay trái nó sẽ có thêm một ngăn kiếng. Ngăn lưới thì mình có thể đựng những món đồ mình dự sợ quên thì mình có thể bỏ vào mình dễ nhớ. Còn mấy ngăn còn lại thì mình đựng được tất cả các thẻ căn cước công dân, thẻ ATM đều được hết. Và các loại thẻ tương tự thì mình đều có thể bỏ vào một cách dễ dàng. Và mình đựng được cũng khá nhiều thẻ. Thì đây là dòng quý có giá thành trung bình thôi, nên rất được nhiều người yêu thích. Ở trong thì nó sẽ có 3 ngăn lớn, 2 ngăn bình thường và 1 ngăn di kéo. Thì ngăn di kéo mình có thể đựng những món đồ quý giá thì mình bỏ vào kéo lại. Còn 2 ngăn còn lại thì mình đựng rất là nhiều tiền. Tiền càng lớn thì đựng càng nhiều, tiền nhỏ thì đựng ít, và đựng các giấy tờ tương đương. Mọi người thấy hay nhớ đăng ký chia sẻ ủng hộ kênh. Cảm ơn mọi người nhiều.